Bản tin bóng đá trẻ VN xin kính chào quý vị và các bạn. Đánh bại Myanmar, tuyển nữ Việt Nam giành vé lịch sử tranh suất Olympic Tokyo 2020. Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar 1-0 để lần đầu tiên bước vào loạt trận playoff tranh vé dự Olympic. Một trận hòa trước Myanmar cũng giúp tuyển nữ Việt Nam gần như chắc chắn lọt vào vòng loại trực tiếp của Olympic Tokyo 2020. Nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn khát khao giành chiến thắng khi tung ra đội hình có 3 tiền đạo là Vạn Sự, Huỳnh Như và Hải Yến. Ý đồ đánh phủ đầu được tuyển nữ Việt Nam thực hiện với ít nhất 3 cơ hội ăn bàn rõ rệt trong 10 phút đầu tiên. Hàng tiền vệ kiểm soát tốt trận đấu và liên tục tấn công nhuần nhuyễn. Lần lượt Hải Yến, Tuyết Dung hay Vạn Sự đều rảnh chân dứt điểm khi hàng thủ Myanmar chơi áp sát không tốt. Sức ép được toàn đội nữ Việt Nam duy trì đều đặn. Myanmar hiếm có pha tấn công nào trong hiệp 1, hoặc nếu lên bóng thì không đủ sắc sảo để hạ gục hàng thủ tuyển nữ Việt Nam. Bên kia chi tuyến, cao trò của Mai Đức Chung vẫn tấn công áp đảo nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, sức ép dồn dập của tuyển nữ Việt Nam cuối cùng cũng khiến Myanmar mắc sai lầm. Bích Thủy thực hiện quả tạt như đặt để Vạn Sự băng vào đánh đầu chéo góc mở tỷ số cho đội bóng nữ Việt Nam. Tuyển nữ Việt Nam đã chậm chắc sau khi nắm lợi thế, Myanmar vùng lên dữ dội và cũng có cơ hội để gỡ hòa chỉ sau đó 5 phút. Nhưng tiền đạo của Myanmar lại đặt lòng chạch không thành bỏ trống. Tuyển nữ Việt Nam cũng có rất nhiều cơ hội ghi bàn nâng cao cách biệt, kết liễu trận đấu, song không dứt điểm thành công. Dẫu sao, kết quả này cũng đủ để tuyển nữ Việt Nam chắc chắn vượt qua vòng đấu bảng. Trận đấu với Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển nữ Việt Nam lọt vào vòng playoff tranh vé dự Olympic. Đối thủ của chúng ta sẽ được xác định sau khi bảng đấu còn lại ngã ngũ. Nhiều khả năng sẽ là Trung Quốc hoặc là Australia. Như vậy, với chiến thắng 1-0 trước tuyển nữ Myanmar, tuyển nữ Việt Nam tiến gần tấm vé dự Olympic Tokyo 2020. Ngân Thị Vạn Sự ghi bàn duy nhất cho tuyển nữ Việt Nam, qua đó giúp đội nhà cầm tấm vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng của Olympic Tokyo 2020 sớm trước một lượt trận. Ngay sau tiếng còi khai cuộc vang lên, các cô gái áo đỏ đã dâng lên tấn công và gây khó cho hàng thủ của đối phương. Những phút sau đó, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Myanmar, nhưng các cô gái Việt Nam không tạo ra được cơ hội rõ rệt nào. Phút 26, Huỳnh Như bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số. Đội trưởng tuyển Việt Nam thực hiện pha sút xa sát vạch 16m50, nhưng bóng đi chạch khung thành trong gang tấc. Những phút tiếp theo, các học trò của Mai Đức Chung nỗ lực tấn công nhưng không có được bàn thắng nào. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam đã có bàn dẫn trước ngay trong hiệp 1, nhưng vẫn thi đấu lấn lướt và có thêm các cơ hội. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm. Myanmar thi đấu lép vế và chỉ có vài đường phản công nhưng không tạo ra cơ hội rõ rệt nào. Sau 90 phút thi đấu, nữ Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Trận thắng này giúp thầy trò Mai Đức Chung giành vé vào vòng loại cuối cùng của Olympic Tokyo 2020 sớm trước một lượt trận, bởi tuyển nữ Myanmar đã toàn thua 2 trận. Ngày 9 tháng 2 tới đây, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng gặp chủ nhà Hàn Quốc để tranh ngôi nhất bảng. Cuối cùng, xin chúc mừng các cô gái áo đỏ đã giành trọn 3 điểm trong trận đấu này. Và đến đây, chia sẻ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở chia sẻ tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.